Thưa quý vị, tính đến hết tháng 4 năm 2024, kết quả giải ngân trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 1.310 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, 28% kế hoạch vốn đã phân bổ. Đây là những nỗ lực rất đáng ghi nhận, tuy nhiên so với mong muốn thì vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 11 năm 2022. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành cuối năm 2024, nhưng đến thời điểm hiện tại mới chỉ thực hiện được 50% khối lượng. Nhiều hạng mục chưa thể triển khai do vướng mắc mặt bằng. Cụ thể, 136 hộ dân ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà vẫn chưa được áp giá đền bù. Huyện Thạch Hà cũng chưa đưa ra được phương án di rời tái định cư đối với các hộ dân. Đang chờ cái việc là thẩm định giá, để rồi là công khai niêm yết để thực hiện công khai đối với nhân dân. Và thứ hai nữa là việc đó là chưa thực hiện đền bù, thực hiện quy hoạch đền bù các cái hạ tầng tái định cư, để rồi là các đơn vị chủ đầu tư để thực hiện hạ tầng cho việc thực hiện dự án các hạng mục liên quan. Không chỉ dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài bị chậm, dẫn tới tiến độ giải ngân nguồn vốn cũng bị ách tắc, mà hầu hết công trình chuyển tiếp sử dụng vốn đầu tư công đều chậm ở nhiều địa phương. Ngoài ra, các dự án mới triển khai năm 2024 do địa phương quản lý, tỷ lệ giải ngân cũng đạt khá thấp so với yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng còn chưa đúng kế hoạch tiến độ của thực hiện dự án. Cái thứ hai là cái công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục đầu tư của chủ tư vẫn còn chậm. Cái thủ tục thẩm định, trình phê duyệt dự án, dự toán, lựa chọn nhà thầu và ngay cả cái khâu quản lý thi công thì có những dự án, có những chủ đầu tư vẫn chậm. Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024, trên địa bàn Hà Tĩnh có 16 địa phương đơn vị giải ngân đạt dưới 9,7% kế hoạch. Có 42 dự án chưa giải ngân vốn đầu tư cấp tỉnh quản lý theo các quyết định được giao. Đặc biệt, nhóm nguồn vốn ODA mới chỉ giải ngân được 26 trong tổng số 475 tỷ đồng. Nghĩa là chỉ đạt dưới 5,6% kế hoạch vốn được giao. Còn vốn các chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương cũng chỉ mới giải ngân được 96 trong tổng số là 1.155 tỷ đồng, đạt 8% kế hoạch vốn giao. Đặc thù của các công trình xây dựng cơ bản giao thông thì phải thời tiết thuận lợi mới làm được. Và nếu rằng là các địa phương không bàn giao được mặt bằng cho chúng tôi trong cái điều kiện thời tiết thuận lợi để mà triển khai đó, sang cái thời tiết mà mùa mưa mùa gió thì không triển khai được, thì không đẩy nhanh được tiến độ thì không thể có khối lượng về thanh toán giải ngân vốn cho các đơn vị được. Theo các ban quản lý dự án thì vướng mắc trước hết trong giải ngân vốn đầu tư công thuộc về công tác triển khai, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án. Cùng với đó là công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do vướng đơn giá, phương án đền bù, chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch xây dựng. Đây là những nút thắt cần phải được tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng nghĩa với đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Hiện nay là theo các đơn vị thi công đang tận dụng thời tiết nắng nóng để đẩy nhanh tiến độ, thậm chí làm đảm bảo giao thông và thậm chí làm cả ban đêm thì đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn. Làm tốt hơn nữa cái khâu kế hoạch vốn, tức là kế hoạch vốn với giao sát đúng tiến độ, đúng cái nhu cầu của dự án. Cái thứ hai nữa là chủ đầu tư và chính quyền địa phương cũng phối hợp nhịp nhau và tốt hơn nữa trong cái khâu giải phóng mặt bằng. Và giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước để tránh cái công tác là việc là vốn chưa công trình. Cái thứ ba là về hồ sơ thủ tục thì từ sở ngành, công tác thẩm định, công tác phê duyệt, công tác lựa chọn nhà thầu phải đẩy nhanh hơn nữa. Việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội đã sang quý 2 của năm 2024. Và đây cũng là thời kỳ cao điểm của các hoạt động xây dựng cơ bản. Do vậy, những sự vướng mắc về thủ tục, về mặt bằng, cản trở đến tiến độ triển khai dự án sẽ là hết sức đáng tiếc. Điều đó không chỉ dẫn đến hiện tượng dồn toa cho giai đoạn cuối năm mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế của các địa phương. Do vậy, khẩn trương, quyết liệt trong triển khai các dự án đầu tư công là yêu cầu đặt ra thường xuyên.